Vâng, xin chào các bác. Tiếp tục những cái đơn hàng về. Tiếp Kim Plus đây. Dòng WeWood. Phiên bản kế thừa phiên bản tiền nhiệm của nó, đó là TF6. Thì đây nó được cải tiến đi rất là nhiều và có tích hợp thêm nhiều ở các cổng kết nối nữa, như là có cổng quang. Và cái thiếu sót con này là chưa lên được cái bát Bluetooth, nhưng mà khi nó tích hợp thêm cổng quang thì nó rất là tiện ích cho mình dùng rồi. Mình có thể ghép nối được với các dòng TV thông minh bây giờ mà hãng TV người ta đã lược bỏ cái cổng 3.5, đưa vào đó là cái cổng quang. Thì con TF9 Plus này nó đáp ứng được cái đường ghép nối cổng quang để chúng ta đỡ phải mua cái đầu chuyển đổi cổng quang ra, rất là tiện ích. Giờ em sẽ bóc hộp ra để đi vào soi xét bên trong về hình thức, về độ hoàn thiện, xong là chút em sẽ soi sơ qua bên trong lòng gàn ruột phèo của chiếc TF9 này. Thùng vỏ rất là đẹp, rất đẹp mắt. Bên em về rất là nhiều và em có đem một thùng ra để giới thiệu sản phẩm cho các bác. Phiên bản cải tiến của TF6 nó cải tiến ở phần eco, nó ngọt ngào hơn, nịnh giọng hơn. Ở phần nhạc cũng được cải tiến thì rất âm, rất là trong trẻo, sạch sẽ, bass trùng chép rất là rõ ràng, tách bạch. Và thêm một phần nữa đặc biệt nữa không thể thiếu được, đó là dòng này nó bổ sung thêm cổng quang. Cổng quang optical đấy các bác. Đây ạ. Dòng này bổ sung thêm cổng quang. Và các cái phần kết nối vẫn đầy đủ như các phiên bản trước. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết với các bác hơn. Quay trở lại với vòng ngoài đầu tiên. Thì đầu tiên cái vỏ thùng của nó em rất là ưng mắt, bởi vì nó thiết kế rất là đẹp đẽ, sang trọng, lịch lãm. Đó. Vẻ ngoài rất là sang trọng, một cái màu xanh, màu xanh của trí tuệ. Bên trong là cái nội thất của em ở đây. Thì nội thất của nó vẫn đầy đủ các cái giấy bảo hành cũng như là sách hướng dẫn sử dụng, nhưng nó bằng tiếng Anh thôi. Và một cái dây nguồn gửi tặng của nhà sản xuất. Ngoài ra thì kèm các cái xốp chống va đập vẫn rất là cao cấp. Và quay trở lại với nhân vật chính, đó chỉ là cái phần phụ thôi. Phần chính em muốn giới thiệu với các bác kỹ hơn. Thì cái dòng này là dòng chính hãng, một thương hiệu đã quá nổi tiếng trên thị trường, đó là phiên của thương hiệu WeWood. Tuy nhiên kết hợp với những cái công nghệ mới hiện đại, được design bởi Anh Quốc, được sản xuất và lắp ráp ở Đài Loan theo dây chuyền và công nghệ của Anh Quốc, sản xuất và lắp ráp tại Đài Loan thôi các bác. Tuy nhiên thì vẫn là hàng chính hãng. Và một điều quan trọng là được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn của hàng chính hãng thương hiệu WeWood, được dán tem kiểm tra chất lượng, tem 7 màu các bác nhé. Và quay trở lại với cái thiết kế mặt trước, nó vẫn là thiết kế theo kiểu truyền thống màu đen. Màu đen nó rất là dễ phối ghép với các thiết bị âm thanh nhà các bác. Và đây là điều không thể phủ nhận, với những thiết kế khác như là màu mè, như kiểu màu vàng hay màu đỏ hay màu hồng, tất cả các thứ nó đều không phù hợp, chỉ có màu đen là phù hợp nhất, dễ dàng phối ghép nhất. Và cái mặt trước của nó được làm bằng nhôm phay xước các bác này. Nhôm phay xước các bác có thể cảm nhận được, sờ nó cảm nhận được cái độ xước gợn gợn nhôm phay nguyên khối. Và có thể kể đến cái vỏ của nó đấy, em đã tháo sẵn đây. Cái lắp của nó rất là chắc chắn. Các bác có thể thấy nghe cái tiếng tôn nghe rất là chắc chắn, dày dặn, tôn rất là dày. Và đây là phần quan trọng nhất, nội thất của nó. Khác với phiên bản trước của TF6 thì phiên bản này nó được cái phần riêng, cái phần nguồn này được tách riêng ra thành một khối, và nó được ngăn cách để chống nhiễu phần nguồn này sang các cái phần xử lý tín hiệu này. Đây là một điều cải tiến có thể nói là rất là quan trọng để làm giảm nhiễu so với các phiên bản trước. Thì phiên bản này nó sẽ ít bị nhiễu hơn. Ngoài ra cũng giống như cái phiên bản trước thì nó sử dụng những linh kiện rất là tốt, mềm mạch này, rất là sáng đẹp, và nó được phủ một cái lớp bóng bóng, các bác nhìn này, lớp bóng này để chống được sự oxy hóa bào mòn bởi không môi trường ẩm thấp. Và thứ hai nữa là cái phần chống hú này được cải tiến đi rất là nhiều, sử dụng những cái linh kiện nhỏ li ti và công nghệ cao cấp.
chống hú độc quyền bởi phát triển bởi thương hiệu WeWork. Và ngoài ra thì không giống như cái dòng trước thì cái dơ le ngắt để bảo vệ là tín hiệu đầu vào đấy nó không bị nổ ấy, thì đây dòng này nó được cải tiến vào cái dơ le to hơn, bảo vệ tốt hơn. Rồi các cái chiết áp thì được làm cẩn thận hơn. Cái dòng chiết áp này thì chiết áp đắt tiền hơn và em chưa thấy những cái dòng này đã hỏng bao giờ cả, chiết áp rất là bền bỉ. Vẫn ngoài ra thì có một cái quan trọng nữa là phần bản cải tiến này nó có phần nâng cấp ở cổng quang, nó có thêm cái cổng quang này các bạn nhìn, phần cổng quang này nó nhỏ gọn hơn nhưng mà nó xử lý dùng những cái chip mà rất là nhỏ li ti mà em không thể nào mà xoay sâu hết được cho các bạn nhìn thấy. Không biết được rằng là đây rồi đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Ngoài ra thì cái phiên bản này ấy, nó được cải tiến ở cái chân cắm này. Với những phiên bản trước TF6 thì các bạn nhiều bác phàn nàn rằng là chân cắm nó không được chắc chắn, cắm đặc biệt là dùng cho mic có dây ấy, ở cổng 6 ly cắm ở đây hoặc là cắm bằng trước đây không được chắc chắn vì nó lỏng lẻo gây ra nhiều cái khó chịu cho các bác trong quá trình sử dụng. Nhưng phiên bản này đã được cải tiến, cái cổng cắm được chắc chắn hơn, cắm vào gần như là nó sẽ khóa chặt lại cái cổng mic của bác được chắc chắn hơn và không bị tuột. Đấy một điều rất là quan trọng khi mà các bác sử dụng mic có dây. Các chiết áp thì như các bác biết là nó được làm cẩn thận hơn, gia công cẩn thận hơn. Và mặt trước thì in rất là sắc nét rõ ràng. Phiên bản này nó cũng có hai cái đèn nền màu xanh. Lát nữa em sẽ bật và test thử cho các bác. Vâng, TF9 Plus các bác nhé. Rồi các bác đợi một lát em sẽ ghép vào dàn và hát và nghe thử cái chất âm của cô con này cho các bác nghe nhé. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân lắm lay, xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay lấm liu hoa cũng bàn tay hiu hắt giọt lệ sầu. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt lắng vàng chợt lưa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đọng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Vâng, về cấu hình đằng sau đây nó sẽ có một đường vài cái kép nối như sau. Đây là tín hiệu, đây là đường dây nguồn và bật tắt này, và bên này là đường xuất xúc out. Xuất xúc out thì nó sẽ có tinh trình tần số và to nhỏ. Và bên này là đường surround này, đường surround thì nó cũng có cái to nhỏ của surround. Và đặc biệt nó sẽ có hai đường rep ride đây và tín hiệu vào và cổng quang và hai cổng cắm mic sau bằng cam nông, một cổng cắm mic sau bằng 6 ly và hai cổng cắm mic ba cổng cắm mic trước bằng 6 ly. Nói chung là con này nó sẽ có 4 đường mic vào. Và đặc biệt cái đường này là đường cổng quang. Nếu các bác lấy tín hiệu cổng quang thì trên TV xuống bắt buộc các bác phải nhả sang cái chế độ AOX1 này thì nó mới có tín hiệu nhé. Vâng ạ, như vậy là sơ bộ em đã giới thiệu sơ qua cái chiếc TF9 Plus này mang thương hiệu WeWork này cho các bác, đến với các bác. Nếu các bác nào có nhu cầu về cái dòng vang cơ lai số mà ở cái phân khúc tầm nhìn tầm trung này một tí, vâng,
gọi là thế hệ sau của chiếc TF6. Thì đây, chiếc TF9 này nó đáp ứng đầy đủ cho các bác. Có nhiều cái tính năng thông minh này, có thêm đường kết nối cổng quang này, và feedback rất tốt này, vâng, chống hú gọi tự động chống hú đấy, và ngắt dơ le ngắt điện cực hoàn hảo. Vâng, nói chung là nó tối ưu rất là tốt, vì thế hệ sau bao giờ nó cũng phải cải tiến hơn thế hệ trước rồi. Em xin tạm dừng video và hẹn gặp lại các bác ạ.